Mời cả lớp chạm ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Chỉnh cam xích xuống đó Thảo. Cam không thấy ở dưới thẳng này. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Đan tay lộn ngược bàn tay đẩy căng lên. Thở sành. Hít sâu. Thở sâu. Hít sâu. Đan tay đẩy căng lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở sâu. Hai tay đan sau lưng. Cúi đầu xuống thở sâu. Xoay chậm chậm tròn cổ. Xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Giữ thân lại, chỉ xoay cổ thôi. Tập ở đâu đặt tâm trí vào cảm nhận ở đó. Xoay đổi chiều. Thẳng lưng lên, hít sâu vào. Nghiêng người qua phải, kéo hai tay về bên trái, thở ra, tay vẫn đang sau lưng. Lên, hít sâu vào. Nghiêng qua trái, kéo tay về bên phải, thở ra, nhớ lọc cái vai phải, xoay mặt nhìn lên. Lên, hít sâu vào. Nghiêng phải, thở ra. Hít sâu. Trái thở ra. Hít sâu, phải thở ra, từ từ kết hợp hơi thở chậm vào. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, nghiêng trái thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, mở cái vai phải ra, cho đầu gối phải nằm giữa khe ngực. Trường lưng tới gập lên đầu gối phải thở sành. Kéo cằm ra khỏi gối bật tay ta lên. Nâng lên hít sâu vào. Xoay qua bên trái trường tới gập xuống. Thở sành. Lên hít sâu vào. Thở sành. Ép mông ép chân lại bật tay ta lên. Lên hít sâu vào trường tới thở ra. Lên hít sâu vào trường tới thở ra. Gập, nhớ gập đều vai xuống, gập đều vai, đầu gối giữa khe ngực, bật tay ca lên. 5, 4, 3, 2, một. Lên hít sâu vào, thở ra, thả lỏng thân, bật tay lên, kéo ra cầm ra khỏi gối, được thì trán mũi chạm sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, tháo chân ra, thở ra, thả lỏng tay chân. Xếp đổi chân. Đưa tay phải ra sau, tay trái nắm
cổ tay phải kéo về trước, úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu. Xoay phải, thở ra. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, mở vai ra thẳng, mở vai phải. Vai trái đẩy về trước, mở vai phải ra sau. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, nhớ đẩy vai rồi mở vai phải, cầm xoay theo vai, thẳng lưng lên. Trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm. Trở về sau, xoay thở ra, xoay tối ra, hớp bụng thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Mở đổi bên, đưa tay trái ra sau. Kéo căng về trước, úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng lên, hít sâu, ép đầu gối xuống, thủy. Từ từ xoay trái, thở ra. Trở về sau, xoay thở ra. Trở về sau, cảm nhận sâu vào bên trong cơ thể. Xoay thở ra, kết hợp hơi thở vào chuyển động chậm của cơ thể. Trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm. Trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa, hớp bụng thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Mở cả lớp xoay người qua bên phải. Hai tay đan sau lưng, thẳng tay, thẳng lưng, ưỡn ngực vương cầm, hít sâu. Trường tới gập xuống, thở ra, bật tay ca lên. Nâng người lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống, thở ra, bật tay ca lên, ép mông, ép chân xuống. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống, thở ra, trán mũi chạm sàn, bật tay ca lên. Lên, hít sâu vào, đi chậm, cảm nhận sâu. Trường tới thoát bụng, thở ra, bật tay ca lên, thở hết hơi ra. Từ từ nâng người lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra. Hai tay đưa về trước, lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua, đan chặt, lộn ngược vào, kéo vào, đẩy ra, đúng rồi. Trở về sau, kéo vào, đẩy cao lên, ngang mặt, thở ra. Trở về sau, thở ra, đẩy thẳng tay qua đầu. Thả xuống, trở về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra, trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên, ngang mặt, trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay qua đầu, kéo vào, đẩy ra nhãn. Chưa chưa em chưa lộn, em phải lộn vào rồi mới nâng lên, đúng rồi. Hạ xuống, trở về, hai tay đặt hai bên đầu gối. Có cục block đặt hai bên, đặt ngang với đầu gối mình, đừng đặt cái ngang với hông. Xích cơ bụng lại, nâng mông lên, hạ xuống,
hai lên xuống, ba lên, năm mông lên khỏi sàn xuống, bốn lên xuống, năm xiết cơ bụng lại lên, năm bốn ba hai một hạ xuống, tháo chân ra, duỗi tay chân thả lỏng. Hít thở sâu. Chống người lên tập thở bò mèo. Tay chân là bốn góc vuông. Cong lưng lên, rút rốn, xếp cái bụng lại, thở sâu. Hít sâu, chuồng lưng xuống, rướn cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xếp cơ bụng, thở ra, đặt tâm trí vào cuộc sống, cảm nhận xong. Hít sâu vào, chuồng lưng rướn cổ, ép lưng giữa, lưng trên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xếp cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, chuồng lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xếp cơ bụng lại, thở ra. Hít sâu, chuồng lưng rướn cổ, giữ lại nào, ép lồng ngực xuống, vuông cầm lên, nâng xương cột lên, năm bốn ba hai một, cong lưng lên, rút rốn, xếp cơ bụng, thở ra, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra, cuộn sau cổ vào, mắt nhìn rốn, năm bốn ba hai một, hít vào, duỗi thẳng chân phải ra sau, duỗi thẳng ra sau, chung hai tay xuống phần nửa thời, xếp cơ bụng, thở ra, lên, hít sau, kẹp khuỷu tay sát vào, chung tay xuống, xếp bụng, thở ra, lên, hít sau, chung tay xuống, xếp bụng, thở giữ, năm bốn ba hai một, lên, hít sau, co gối chạm mũi, thở ra, trả về, duỗi thẳng chân trái, hít sâu, chung hai tay xuống, xếp cái bụng, thở ra, lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, lần nữa thở ra, chung tới, chung xuống, đừng lùi, năm bốn ba hai một, hít sâu, cong lưng lên, co gối chạm mũi, thở ra. Hạ chân xuống. Hít sâu vào, nâng chân phải lên. Kéo ngang chân phải về bên phải, vuông góc với thân. Xuyết cơ bụng, thở ra, vuông góc. Hít sâu vào, ra sau. Kéo về bên phải, thở ra, hít sâu vào, suy nghĩ vào khớp hông, thả lỏng khớp hông ra, kéo về bên phải, thở ra, xích cơ bụng lại, giữ, năm bốn, nâng chân cao lên, ba hai một, đặt xuống, hít sâu, đặt chân phải xuống, thẳng gối mở ra, thẳng hàng với đầu gối trái. Hít sâu vào, trường tay nè, trường tay tới, ép thở ra, uốn ngực lên, uốn cong lưng, duỗi mũi chân ra, trở về, hít sâu vào, trường tới, uốn ngực lên, uốn cong lưng, thở ra, trở về, hít sâu vào, trường tới, thở ra, ép hông xuống, từ thắt lưng đổ xuống chạm sàn, chung quỷ tay, ưỡn ngược tới, vương cầm lên, năm bốn ba, giữ lại là hít thở đều, chống tay lên nhãn, hai một, trở về, hít sâu,
Rồi, ép ngực cầm xuống, giữ tay đó, ép ngực cầm xuống, đùi trái ngót vuông phượng, thở. Đặt ngực cầm xuống sàn, đùi trái ngót vuông. Xích cả bụng lại, thở ra. Duỗi căng tay vai, căng cơ lưng, ép căng cuống họng, ngực cầm chạm sàn. Cảm nhận đi nào, ngực cầm chạm sàn, duỗi tay ra, ép xuống nhãn. Ép ngực cầm xuống tới sàn. Ép xuống, đúng rồi, ép xuống thêm. Ép xuống, đùi gốc vuông Thảo ơi. À, thu người lại, dựng mông lên cho đùi gốc vuông, xiết cơ bụng thở ra. 3, 2, 1, thu tay về, nâng người lên, hít sâu vào. Từ từ, trượt gót chân phải ra, được bao nhiêu ai bấy nhiêu, thở ra. Di chuyển hai tay qua bên phải. Từ từ trượt dài chân phải ra, trượt cái gót ra, dựng bàn chân đứng lên, dựng bàn chân lên, lắng nghe khớp hông đang mở, xiết cơ bụng lại, thở ra, cảm nhận sau, cảm nhận sau, mở khớp hông ra thêm, mở ra, mở ra, mở ra, hít vào, từ từ gập xuống, thở ra, đừng lui mông về, được bao nhiêu ai bấy nhiêu, thả lỏng chỗ đau ra, thả lỏng ra. 5, 4, 3, 2, 1, chống tay nâng lên, hít sâu và rút chân phải về, duỗi ra sau, co gối chạm mũi thở ra. Hạ chân phải xuống, rỡi chân trái lên, hít sâu vào. Kéo chân trái về bên trái, kéo vuông góc với thân, xiết cơ bụng thở ra, nâng chân cao lên bằng với mông, hít sâu vào. Kéo về bên trái, thở ra, xiết cơ bụng lại, rút rốn, xiết bụng dưới lên, hít sâu vào, điều khiển bằng cơ bụng nè, thở ra, phát lực ra bằng cơ bụng, xiết lại giữa. 5, 4, 3, 2, một, đặt chân trái xuống ngang với đầu gối phải, ngang hàng. Dời hai tay lên, trường lên, thở ra, thu về, hít sâu, trường lên, thở ra, ép cho chân trái xuống luôn nào, từ thắt lưng xuống chạm sàn, hít sâu, trường lên, thở ra, trường lên, ưỡn ngực, uốn cong lưng. 5, 4, đừng nhướng mày. 3, 2, 1, thu về, thở ra, hít sâu vào, dựng mông lên nè, rồi ép ngực cầm xuống, thở ra, đùi gốc vuông, kiểm soát cơ thể, đùi gốc vuông, sao nằm bẹp rồi nhạn ơi. À, thu người về em, thu người về, dựng mông lên. Đó, xiết cơ bụng lại, thở, ép xuống đi nào, thở, ép xuống, thở, ép xuống, thở ra, xiết bụng lại, căng mông lên, thả lỏng khớp vai, thả lỏng lưng trên. Nâng lên, hít sâu vào, rồi sọt gót chân trái qua, thở ra, di chuyển hai tay qua, nhớ gót chân thẳng hàng với đầu gối phải, thả lỏng ra, thả lỏng ra, thả lỏng, thả lỏng, dựng bàn chân trái lên, cẳng chân phải vẫn co, hít sâu, từ từ nằm xuống, thở ra, thả lỏng, từ từ nằm xuống, lắng nghe khớp hông, thả lỏng khớp hông ra, hướng tâm trí về khớp hông để đưa khí và huyết đến nuôi dưỡng phục hồi, làm mềm khớp hông ra đi nào. Thu tay về, nâng lên, hít sâu vào, rút chân vào, rồi duỗi chân trái ra sau,
Co gối chậm mũi thở sầm, cong lưng lên cuộn sau cổ vào, xiết cổ bụng lại thở sầm. Hạ gối xuống. Bây giờ mở hai gối ra rộng bằng với tấm thảm. Hai gối rộng bằng tấm thảm. Và mũi chân chạm nhau. Lui mông về chạm gót thở sầm. Mũi chân chạm nhau. Trường lên, hít sâu vào, trường lên, ép hông xuống nè. Ép hông xuống cho em bé chạm sàn đi nào. Thu về, mông chạm gót thở ra, phải trường lên, mông xa gót chân phụ người. Trường lên, hít sâu vào, trường tới, thả lỏng khớp hông, trường tới phụ người, trường, đẩy cái mông tới phụ người, đẩy mông tới, rồi được bao nhiêu ai bấy nhiêu. Thở ra tiếp ơi con, mũi chân chạm nhau và trường lên, chân mình vẫn co nha tiếp, đầu gối mở ra rộng bằng tấm thảm. Còn Lê Thảo đặt cam cô không nhìn thấy. Hít sâu vào, trường lên, mở gối ra, ép hông xuống, đường trường như vậy. À, tiếp ơi, à, đầu gối nè phải quạt rộng ra con ếch á, chứ không phải con rắn. À, chân con ếch. Lui về, thở ra. Tiếp để ý lại, cho vào đúng con ếch nó mới vào khớp hông. Trường lên, hít sâu vào, mở gối, ép hông xuống. Mũi chân chạm nhau. Thả lỏng suy nghĩ vô khớp hông đi nào. Thả lỏng, 5, 4, 3, 2, một, lui về thở ra. Hít sâu vào, từ từ quạt rộng đầu gối ra thêm, quạt rộng đầu gối ra, quạt rộng ra thêm. Cho mông mình thẳng hàng với hai đầu gối, rồi từ từ nằm xuống và cẳng chân vuông góc với đùi, mở ra đi nào, mở hai chân ra, vuông góc với đùi vào con ếch đây nào. Thở duỗi cổ ra, trán mũi chạm sàn, cột sống nằm trên đường thẳng, cẳng chân vuông góc với đùi thủy an, cẳng chân xích ra thêm. Không, cái hông em đứng rồi, chỉ sửa cái cẳng chân thôi. Rồi gấp ngược hai cẳng tay lại, vuông góc với vai, hai cẳng tay gấp ngược lại nè, hai tay mình đang úp ở trên, bây giờ gấp ra sau, lòng bàn tay ngửa lên, khuỷu tay ngang qua vai, thẳng hàng với tay bên kia. Còn ếch hít thở sâu, suy nghĩ vô khớp hông. Từ từ trả tay trở về. Hít vào, mở ngang hai chân ra. Tách ngang hai chân ra, được bao nhiêu hay cái nhiều. Thở đi nào. Thở, thả lỏng thở. Thả lỏng thở. Chống tay ngang vai. Nâng người lên, hít sâu vào. Quạt chân ra, nâng người lên. Hạ xuống, thở sầm. Nâng lên, hít sâu vào. Xuống thở sầm. Nâng lên, hít sâu vào. Nâng lên đi nào. Rồi từ từ thu tay về. Quạt ngang chân ra, thở sầm. Thẳng gối đứng hai bàn chân lên. Mình ngồi xoay người lại luôn đi, xoay dọc nghe thẳng. Vươn hai tay lên, hít sâu vào, hạ tay phải xuống, nghiêng người qua bên phải, thở sầm. Vòng tay trái qua đầu, nắm ngón cái chân, lật vai xoay mặt nhìn lên.
nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua bên trái, thở ra đặt tay trái xuống, nghiêng qua lật không phải lên, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, thả lỏng đi, thả lỏng, thả lỏng, thở ra, từ từ thả lỏng, đó, lắc sau cái vai ra khỏi chân, cho người mình nằm lên chân luôn đi, đó, lật vai xoay mặt nhìn lên, xiết cơ bụng, thở ra, 5, 4, chúng ta, 3, thả lỏng cơ mặt ra, 2, 1, lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, kéo căng lưng đừng gù lưng, kéo dài cột sống qua bên trái, rồi vòng tay qua đầu nắm móng cái chân, rồi lách sau cái vai phải ra khỏi chân, cho người mình nằm lên chân, lật cái hông phải xoay lên trần nhà, thở ra buông lỏng cổ xuống, 5 4 3 2 1, lên, hít sâu vào, gập chéo qua bên phải, thở ra, tay trái nắm cạnh bàn chân, còn tay phải vòng ra sau, úp lên eo bên trái, thở ra. Lên, hít sâu vào, gập chéo qua, thở ra, căng chỗ nào suy nghĩ vào chỗ đó, thả lỏng nó ra, tập dùng ý thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng luôn luôn cái ý chính mình, nhắc cơ thể mình thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, nâng lên, hít sâu vào, gập chéo qua, thở ra, xiết cơ bụng lại, trường lưng tới, gập xuống, thở ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu đổi bên Lê Thảo. Lên, hít sâu vào, gập qua, thở ra, nhớ đừng gù lưng, trương dài, trương dài, trương dài, lưng tới, ép xuống, thở ra, lên, hít sâu vào, gập xuống, thở ra, ép xuống nơi nào, xiết cơ bụng lại, trương lưng, xiết sau, trương lưng, xiết sau, tránh mũi chạm chân, 5 4 thả lỏng thân, 3 2 một, lên, hít sâu vào, xoay người qua, thở ra, xiết cơ bụng lại, vòng tay chán ra sau, úp vào eo bên phải, cảm nhận eo mình cứng lại, xiết lại, 5 4 3 2 một, lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra. Bây giờ hai tay cầm hai viên gạch ở hai bên nè, mình xoay người qua bên phải, vẫn sọt chân như vậy, giờ chuẩn bị sọt xuôi, hít sâu vào, hai tay cầm hai viên gạch kia nè, xoay người qua nhặn, xoay vai qua, em xoay vai ra luôn, rồi xiết cơ bụng lại, nâng mông lên và úp đùi phải xuống, hạ đầu gối xuống đi nào, thở, thở, xoay sửa cái bàn chân trái lại, sửa bàn chân trái lại, chống mũi chân, đứng gót lên, còn gót chân phải đặt xuống và dựng bàn chân lên. Hít sâu vào, thả lỏng ở đây đi, bắt đầu thở ra, thả lỏng ở đây, thả lỏng đùi phải nhấc xuống đi, thả lỏng đùi trái nhấc, thả lỏng khớp hông nhấc, thả lỏng mềm ra, mềm thêm, 5, úp đùi xuống, xoay lại tiếp, rồi nhổm cái hông lên đi tiếp, vẫn lệch hông hết tiếp, chống lên viên gạch và úp cái hông xuống, úp hông, 2, 1, hít vào, từ từ dời hai viên gạch sao cho sọt cho cái hông mình xuống, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thở ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thả lỏng ra. Nếu như còn cứng đau quá, gấp đầu gối trước lại đi Nhạn với Lê Thảo. Gấp đầu gối trước lại.
duỗi chân sau ra sau thôi, gấp cái đầu gối xuống em, không đặt cái mông xuống rồi em co cái đầu gối hướng lên giữa hai tay, không không gấp cẳng chân, gấp cẳng chân mà nhặn. Úp đùi xuống siết bụng thở, úp đùi trái siết bụng thở, hít sâu vào trương ngươi tới gập lên trần phải, thở ra lắng nghe cơ thể mình nha, nương nó nha, nương chứ để nó đau, nó căng giãn quá nó đau vừa thôi. Nâng lên hít sâu vào, úp đùi xuống đi nào, cho vai và hông ngang nhau không để lệch, gập xuống tiết lệch rồi đó, tiết lệch thì chống tay nâng lên nè, à, hoặc là kê viên gạch vô mông, à, ai còn cứng quá kê viên gạch vô mông bên trái bên phải đi nào, chân nào nằm trên kê cái viên gạch đó vô mông đó, trương tới thở ra, ép xuống thở ra, lên hít sâu vào, nhớ lắng nghe cơ thể mình thả lỏng làm mềm ra, trương tới thở ra, đau quá thì gấp bớt một chân lại, 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào, đưa hai tay về phía trước nè, rồi siết cái bụng lại, nhổm cái mông cao lên, nhổm lên, nhổm cao lên nè, à, xoay cái khớp hông, xoay đùi trái về phía trước đi nào, từ từ xọt hai gót chân ra, thở ra hạ hông xuống được bao nhiêu bấy nhiêu, à, có thể chữ V hay gì đó, thở thả lỏng, thở thả lỏng, thở thả lỏng, thở rồi đưa tay trái ra sau, xoay người qua để mình sọt đổi chân sọt xuôi lại, à, hít sâu vào, xiết cái bụng lại, nâng mông lên, nâng mông lên, rồi xoay cái chân, xoay cái chân phải, úp đùi xuống như nào, đặt cái gót chân trái, à, xoay cái gót chân phải, úp đùi chấm mũi chân phải lên, hạ đầu gối xuống này, nếu như đau quá hạ xuống, rồi bắt đầu nhắc tới đi, thả lỏng ra, thở khi hạ xuống, thả lỏng thở ra, hít sâu lên, hạ xuống thả lỏng thở ra, hít sâu lên, hạ xuống thở ra, rồi từ từ úp đùi xuống, úp đùi trái xuống, sọt dài gót chân, úp đùi phải sọt dài gót chân trái tới, ép đi, ép thả lỏng, ép thả lỏng, ép xuống sàn luôn, nếu như còn cứng còn đau kê viên gạch vào mông chân của chân trước, kê một viên vẫn còn đau kê hai viên vào cho không lệch vai nha, hít sâu, trường tới gập lên chân, thở ra, lên hít sâu, trường tới gập lên thở ra, siết chặt từ bụng nhờ, hít sâu, úp đùi xuống đi nào, trường tới gập lên thở ra, siết sâu giữ 5 4 3 2 1 lên hít sâu vào, di chuyển hai tay về phía trước, siết cơ bụng lại, nâng mông lên và xoay đùi phải lại đi nào, xoay khớp hông, xoay đùi lại, sọt chân ra, thở sàm thả lỏng, hít thở sâu, hít sâu vào, rồi trượt dài hai viên gạch tới đi nào, thở sàm trượt tới, thở sàm, thu về, lên hít sâu vào, trượt tới thở sàm, nghe đau đầu suy nghĩ vào đó, đau đầu suy nghĩ vào, thả lỏng thả lỏng thả lỏng ra, lên hít sâu vào, lần nữa nào, trượt tới thở sàm, thả lỏng siết bụng thở, thở 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 sàm, đặt gót dựng bàn chân lên, đặt gót dựng hai mũi bàn chân đứng lên, siết cái bụng thở ra, 5 4 3 2
Một thu về, hít sâu vào, thu chân vào, thở ra nè, hai tay cầm hai bên chân nè, nâng lên, rồi chồng qua nhau, đặt xuống, ép đầu gối lại, ép nó ra, khép gối, ép ra, thư giãn đi, thả lỏng, khép vào, ép lại, rồi nâng chân lên và gấp chân đỡ lại, ép xuống, thở ra, lên hít sâu, ép xuống thở ra, hít sâu làm mềm khớp ra, thư giãn ra, thở ra, lên hít sâu, thả lỏng ra, thở. Mà nằm xuống. Hai tay vươn lên khỏi đầu, hai chân khép sát, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng một chân phải, nâng đầu với tay lên chạm ngón chân, xích cái bụng, thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, đổi chân trái lên, thở ra, gồng bụng lại, xiết lại, hít sâu vào, đi chậm theo hơi thở, phải thở ra, không phát lực ở tay vai, phát lực ở cơ bụng, siết cơ bụng lại và gồng bụng, tay chân đầu lên, xuống, hít sâu vào, trái lên, thở ra, gồng bụng siết lại và nâng lên, hít sâu vào, ba lên, thở ra, đi chậm thôi, đừng có dùng lực mà gập mạnh lên, hít sâu vào, trái thở ra, hít sâu vào, bốn thở ra, hít sâu, trái thở ra, hít sâu, phải thở ra, với tay lên gần bụng giữ đi nào, năm hai tay nhãn ơi, bốn hai tay với lên, ba hai hai tay nắm chân, hít sâu, rồi từ từ hạ đầu xuống, kéo chân lên, thở ra, dùng ý kéo đừng dùng lực nào, dùng ý thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, kéo chân, thả lỏng đừng gồng cổ lên, cầm thu về ngực, cầm thu về ngực đi nào, thở, siết bụng, thở, kéo lên tối đa, hít sâu, nâng đầu lên, mũi chạm chân, thở ra, kéo lên, nâng đầu, mũi chạm chân, siết cơ bụng lại, thở, giữ nào, giữ, 5, 4, 3, đừng gồng vai, siết bụng, kéo chân, dùng ý, 2, 1, hạ đầu, hít sâu vào, rồi tay trái, nắm ngón cái chân phải, ép chân qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra, tay phải dang ngang ra, hớp bụng, thở ra, trở về, hít sâu vào, hạ chân xuống, thở ra, hít sâu vào, nâng chân trái lên, nâng đầu lên, với tay chạm chân, xiết cơ bụng, thở, với tay chạm ngón chân thì gót phải căng lên trần nhà, gót chân căng lên trần nhà, đúng rồi, đó, căng cái mặt sau chân, hai tay nắm chân, hít sâu vào, hạ đầu xuống cho đỡ mỏi cổ xí đi, hít thở sâu, hít thở sâu, hít vào từ từ, kéo chân vào người đi nào, thở, thả lỏng dùng ý, đó, tâm trí mình nhắc cơ thể mình thả lỏng dùng ý, cứ nhớ cái câu đó, mỗi lần lên tư thế thấy gồng người, thấy căng, thấy đau,
là cứ nhắc nó thả lỏng dùng ý. Thả lỏng ra, thả lỏng thêm, thả lỏng thêm. Hít sâu, nâng đầu lên, mũi chạm gối, xích cái bụng lại, thở ra. Nâng lên, kéo chân về phía người mình, xích sâu, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, tay phải nắm ngón cái chân. Mở tay trái ngang qua, ép xuống, thở ra. Thả lỏng, thư giãn thắt lưng. Hít thở sâu. Trở về, hít sâu vào, hạ chân xuống, thở ra, rung lắc hai chân, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng hai chân lên, vùng gốc nâng đầu lên, với hai tay chạm hai ngón chân cái, xích cùng bụng lại, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, hai bàn tay mình đặt vào phía trong nè, đặt vào phía trong, ôm hai gót chân đi, hít sâu vào, đặt vào phía trong và úp bàn tay lên hai gót chân, hạ đầu xuống, từ từ tách ngang chân ra, thở ra, hai tay mình lúc này đặt ở phía trên chân và ép nó xuống, thả lỏng đi, thở ra, cột sống sát dưới sàn, cầm thu về ngực, ép xuống, thở ra, tiếp tục thả lỏng, ép xuống, thả lỏng, ép hai chân xuống đi, tách ngang và ép xuống, thở, tách ngang, ép xuống, thư giãn, căng chỗ nào, đau chỗ nào, đặt tâm trí vào, thả lỏng ra, hít sâu vào, nâng đầu lên, xích cơ bụng lại, thở ra, căng hai gót chân ra, căng bàn chân, căng hai gót chân ra ngoài, xích sâu, bụng giữ, hít thở đều, ép chân sát xuống nữa, ép xuống nữa, ép xuống nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Thả đầu xuống, hít sâu vào, hết chân lên. Coi gối lại góc vuông. Đặt tay trái lên gối phải và ép gối qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Ép qua luôn nha. Ép xuống gần tới sàn giữ lên. Trở về, hít sâu vào, ép đổi bên, thở ra, xích bụng lại, giữ, đừng để nằm xuống sàn, để vào cơ bụng luôn nè, gần tới sàn luôn, gần tới nhưng gồng bụng giữ lên. Trở về, hít sâu vào, nâng tay chân lên, vỗ vào nhau, tay này vỗ vào tay kia, chân này vỗ vào chân kia, tay chân mình hoạt động cùng lúc luôn, đổi bên, co gối co tay vỗ vào nhau, vòng tay ôm gối, ép đùi sát bụng ngực, thở hết hơi ra. Hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra. Lăn lưng. Hạ đầu, nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ, cằm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Năm, tập trung vào bài thư giãn, nghe
hướng dẫn thư giãn thả lỏng để đi đâu, tăng trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí, không được suy nghĩ ở đâu. À, cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là lúc cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng, bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa, cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận đợt sau và hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần, lên ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng, từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, lên ấm dần. Bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng toàn, mười đầu ngón tay đang ấm dần, lên ấm dần lên và thư giãn ra. Nói ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần, lên ấm dần. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu vào hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng toàn, từng đốt sống cổ đang tập dần lên, tập dần lên. Cảm nhận sâu vào một cảm giác thật dễ chịu, cùng vai gáy cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn và thả lỏng. Cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng, từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân, cơ thể. Các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực, cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, để lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được, tự nói với chính mình, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh,
Để lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể càng thư giãn và càng đầy người. Sau vào giấc ngủ. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân đánh thức cơ thể. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái. Thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu. Duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Đo chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, đo tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, đo gối và hai tay đỡ hơi từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau. Vừa xoa bóp massage cảm giác thật là dễ chịu xuống vai. Xoa bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xuống tay dần xuống hai tay. Hai chân thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Cổ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gỗ gọn. Nắm tay lại, đưa ra xa, mát xa hai quả thận. Hai quả thận ở hai bên đây. Nắm tay lại, và mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha. Tổn thương hai quả thận, tổn thương cột sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ sống tích cực ha. Chỉ mong làm sao